Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Sau đây là những tin chính có trong nội dung chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Kính thưa quý vị thân mến, mang sức mạnh của một cơn bão lớn nhất, nơi nào mà cơn bão số 2 đi qua đều để lại cảnh tượng tàn hoang. Khi sức gió ở vùng gần tâm bão là 250 km/h, giật lên tới 290 km/h. Mới đây, Reuters đã cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 2 khi nó tràn vào Trung Quốc. Theo đó, kênh này cho hay siêu bão đã có dấu hiệu suy yếu sau khi đổ bộ vào Bắc Biển Đông hôm nay. Ước tính sức gió ở vùng tâm bão là 250 km/h, gió giật lên đến 290 km/h, đã khiến cho hai con tàu hải cảnh cùng một giàn khoan siêu to khổng lồ của phía Trung Quốc bị chìm. Ngoài ra, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc cũng bị cuốn trôi, khiến cho thiệt hại về người và của là vô cùng to lớn. Vụ việc trên một lần nữa làm rúng động giới chức Tập Cận Bình, khi chỉ trước đó cơn bão Bonbi cũng làm chìm tàu tuần duyên cùng tàu dân quân biển cỡ lớn của phía Trung Quốc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa tìm thấy tung tích của những con tàu bị chìm, thì nay lại tiếp tục hứng chịu siêu bão mạnh nhất trên thế giới là bão số 2. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Bưu điện Hoa Nam xác nhận và đưa tin trong sáng nay. Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, cơn bão số 2 siêu mạnh đã đổ bộ vào Biển Đông, sát quần đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm ngoài khơi Biển Đông, gây ra sóng to gió lớn dữ dội, tạo ra những cột sóng cao vút trời, đã nhấn chìm hai tàu hải cảnh, một tàu khảo sát địa chất và một tàu giàn khoan siêu to khổng lồ, làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Kinh hoàng nhất là mưa to kèm theo lốc xoáy khổng lồ đã thổi bay nhiều tàu đánh cá của ngư dân nước này. Hiện giới chức cao tầng của Bắc Kinh cũng điều hàng chục máy bay trực thăng, hàng trăm tàu biển để cứu hộ cứu nạn. Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, vì siêu bão này quá mạnh cùng với những cơn lốc xoáy khổng lồ đã khiến cho hai chiếc máy bay cứu hộ cùng 5 tàu biển cứu hộ bị hút, khiến cho đội cứu hộ phải nhanh chóng trở vào bờ vì không thể nào tiếp cận được. Kính thưa quý vị, cơn bão này được nhận định là cơn bão mạnh nhất nhì trên thế giới đang càn quét ở ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vào sáng ngày mai, siêu bão sẽ đạt năng lượng hướng thẳng vào miền Trung của Trung Quốc, khiến cho người dân Trung Quốc đang hết sức lo sợ. Ngoài cơn bão số 2 này là một cơn bão mới đã đổ bộ vào Philippines vào chiều ngày hôm qua. Theo thống kê, sáng nay ít nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại tỉnh Abay khi bão đổ bộ vào Philippines vào đêm ngày hôm qua. Cơn bão mạnh nhất trong năm nay đã khiến cho hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, giật đứt nhiều đường dây điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 31 triệu người. Dân địa phương phải mang thi thể một nạn nhân trong bão tại Con Obatan, tỉnh Abay, Philippines. Các trận siêu bão từng được ghi nhận là Haisan vào năm 2013 và Megati vào năm 2016. Nhiều khu vực tại thành phố Manila của tỉnh Abay bị nước lũ nhấn chìm sau cơn bão số 2. Sau khi bão đổ bộ dự kiến rời lãnh thổ Philippines và hướng ra Biển Đông vào tối ngày hôm nay, dự kiến bão sẽ di chuyển thẳng về phía Bắc hướng về đảo Đông Sa của Trung Quốc và Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó sẽ đổ bộ thẳng vào Trung Quốc. Theo tính toán của Reuters, sức gió hiện tại đã có dấu hiệu tăng dần. Trong khoảng 12 giờ đến 24 giờ tới, có thể đạt 255 km/h khi tiến vào các vùng biển của Trung Quốc. Diễn biến của sự việc này ra sao, chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị chuyển sang phần tin thứ hai có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, Biển Đông là cửa ngõ để thoát ra bên ngoài thế giới. Đất nước Việt Nam ta có những yếu tố quá thuận lợi cho việc thông thương khi chiều dài của bờ biển chạy khắp từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, Việt Nam thuận tiện bao nhiêu thì Trung Quốc lại bế tắc bấy nhiêu. Hải quân Trung Quốc muốn thoát ra ngoài, phần lớn phải đi qua lãnh hải của Việt Nam. Đó là điều mà Trung Quốc không bao giờ muốn phụ thuộc vào Việt Nam. Bởi vậy, người Trung Quốc luôn luôn nuôi tham vọng chiếm cho bằng được Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Người Trung Quốc với tài gian manh xảo quyệt của mình đã vẽ ra con đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò chín đoạn, chiếm tới hơn 80% diện tích ở Biển Đông. Đoạn đường này thông qua một chiếc bản đồ cổ do họ tạo dựng, ép các nước có chung đường biên giới với Trung Quốc phải công nhận sự hợp pháp. Tuy nhiên, các nước ASEAN ngoài Campuchia thì 6 nước còn lại đều không công nhận đường lưỡi bò này. Tòa án quốc tế ở Hà Lan cũng đã bác bỏ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn gạt phăng tất cả luật pháp quốc tế và áp dụng luật rừng với các nước, bởi cạnh mình là nước lớn có binh chủng hải quân mạnh nhất nhì trên thế giới. Nhiều năm nay, các nước ASEAN đã thua cuộc trong ván bài này, bởi trong luật pháp ghi nhận nếu một trong 10 nước ASEAN không đồng ý thì chính thức còn lại không thể hợp pháp. Vấn đề đường lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc hôm vừa qua là lần thứ hai Thủ tướng Hun Sen Campuchia ủng hộ Trung Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ. Vì thế, Biển Đông đã dậy sóng giữa hải quân Trung Quốc và hải quân các nước ASEAN, nhưng cơ bản là hải quân Việt Nam ta. Người Mỹ có thể là người thứ ba xen vào cuộc chiến ở Biển Đông để ngăn cản Trung Quốc, đơn giản vì Mỹ không chấp nhận cho Trung Quốc làm mưa gió trên Biển Đông. Ngoài hải phận 200 hải lý, tất cả con đường tơ lụa trên Biển Đông là hải phận quốc tế. Trung Quốc không có quyền áp đặt tất cả các lệnh cấm đăng tàu bè trên thế giới đi qua đó, như cách Trung Quốc đã từng làm.
Trung Quốc không có quyền ngăn cản các tàu bè các nước đi qua Biển Đông phải xin phép và nộp thuế cho Trung Quốc. Những căng thẳng về quan điểm lập trường dẫn đến những cuộc chiến liên biên và lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông là trung tâm của các cuộc hải chiến. Kính thưa quý khán giả, chiến sự ở Biển Đông vẫn đang diễn ra ác liệt giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam. Có thể nói rằng Trung Quốc như phát điên khi tình báo Hoa Nam Trung Quốc khẳng định Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau ký hiệp ước quân sự song phương. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trung Quốc tấn công các đảo đá và tàu thuyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, còn rất nhiều yếu tố khác, trong đó có sự tác động rất lớn từ Campuchia. Chúng ta vẫn còn nhớ cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào năm 2020 tại Singapore. Campuchia đã giúp Trung Quốc bằng cách ủng hộ đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Và lần này, cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Mỹ, Campuchia lại một lần nữa khẳng định đường lưỡi bò trên Biển Đông là của Trung Quốc, dựa vào chiếc bản đồ cổ của Trung Quốc đưa ra. Người ta nói rằng Trung Quốc đã sử dụng Campuchia như một công cụ hữu ích khi chỉ cần một Campuchia bé nhỏ đánh bại 9 nước Đông Nam Á khác. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt. Trung Quốc sử dụng lá bài Campuchia được ví như con dao hai lưỡi. Người Việt Nam đã biết trước cuộc họp thượng đỉnh lần này, Trung Quốc cũng sẽ dùng Campuchia là con bài để tẩy. Trong khi đó, nếu 10 nước ASEAN có một nước không đồng ý, thì coi như ASEAN đã không thể thắng được Trung Quốc về con đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam đã chuẩn bị trước phương án mới mà Trung Quốc không bao giờ ngờ tới, đó là bắt tay hợp tác quân sự song phương với Mỹ. Một yếu tố khác khiến người Mỹ bắt buộc phải ra tay với Trung Quốc là Việt Nam đã để Mỹ khai thác tài nguyên chung trên Biển Đông. Như vậy, khi Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam, tức là đã động vào quyền lợi của Mỹ. Khi đó, Việt Nam chẳng cần lên tiếng, Hải quân Mỹ cũng đã ra tay với Trung Quốc. Đây là cách mượn đao giết người trong 36 kế sách của Tôn Tử người Trung Quốc mà Việt Nam đã áp dụng. Tay cú bị Việt Nam qua mặt, Trung Quốc đã lưu loa Việt Nam là kẻ phản bội, ăn cháo đà bát. Lưu loa Việt Nam dẫn dọc vào nhà, xua đuổi người anh em chí cốt của Trung Quốc. Thậm chí người Trung Quốc không thiếu một danh từ nào để thỏa mạ người Việt Nam. Khi 5 lần 7 lượt đe dọa Việt Nam phải xóa bỏ hiệp ước quân sự song phương với Mỹ. Kính thưa quý khán giả, Biển Đông xa cách đất liền, nhưng sự kiện xảy ra ngoài biển, nếu cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam không đưa tin, thì rất ai khó có thể biết được ngoài khơi Biển Đông đang diễn ra điều gì. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao trong thời gian qua có rất ít tin tức về Biển Đông, trong khi đó chiến sự giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang bùng nổ dữ dội. Trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin đưa ra những lập luận dựa trên những bằng chứng thu thập được như sau. Từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền bí thư, chủ tịch nước từ năm 2012, Hải quân Trung Quốc được lệnh tấn công Hải quân Việt Nam trên khắp mặt trận, nhưng cơ bản là mặt trận Biển Đông. Tuy nhiên, một chỉ thị của ông Tập Cận Bình nêu rõ ràng, chỉ tấn công ở cấp độ vừa phải và nhỏ, gặm nhấm từng chút, chứ không được cho bùng phát thành một cuộc chiến tranh lớn. Đây là chiến thuật gặm nhấm theo kiểu tằm ăn dâu của Trung Quốc. Mỗi ngày lấn chiếm một chút, quân đội Trung Quốc đã thực hiện đúng điều này, trong đó có binh chủng hải quân. Tập Cận Bình nổi tiếng là kẻ nham hiểm, tập vừa ăn cướp nhưng lại vừa xây dựng thương hiệu của một đất nước Trung Hoa yêu tự do, hòa bình, bác ái. Ông ta muốn cả thế giới nhìn vào đất nước Trung Quốc như một nền văn minh tinh hoa nhất của thế giới để học tập. Nhiều nước đã lầm tưởng vì sự tuyên truyền của Trung Quốc. Chính vì lý do này mà cuộc chiến tranh ở Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam đã bị Trung Quốc giấu nhẹm, không cho hệ thống truyền thông phát tin. Trong khi đó, người Việt Nam yếu hơn vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, nhất là về mặt hàng hóa. Phải công nhận rằng từ năm 1990 trở lại đây, khi hàng hóa hai nước thông thương thì Việt Nam ta phát triển mạnh mẽ nhờ có hàng hóa của Trung Quốc. Việt Nam cũng không muốn mất đi một người bạn như người Trung Quốc, bởi cùng ý thức hệ về cộng sản. Trong quá khứ, Trung Quốc cũng đã từng bỏ tiền bạc công sức để giúp đỡ Việt Nam suốt mấy chục năm để đánh thắng giặc Mỹ. Vì lý do này nên người Việt Nam cũng im lặng, không đưa ra những tin tức đang xảy ra ở ngoài Biển Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại phần comment phía bên dưới để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và hiệu quả.